lại chia hỗn hợp A này thành hai phần, chút lần lượt từng phần vào lòng trắng đánh bông còn lại và trộn từ dưới lên trên bằng phới dẹt là có hỗn hợp B sẵn sàng dán được rồi. Đây là bước rất quan trọng nên bạn cần trộn bột thật nhẹ tay để tránh làm bọt khí bị vỡ, khi dán bánh sẽ bị chai cứng không còn xốp mềm nữa. Cuối cùng là dán bánh kiểu yêu bếp. Đặt bếp lên chảo, xoa đều dầu ăn rồi múc từng cốc bột nhỏ đổ thấp tay để bánh tròn đều. Thêm luôn hai cái tay sinh và dán bánh ở lửa vừa trong 2 phút. Sau đấy lật bánh và dán nốt mặt còn lại. Cứ làm lần lượt đến hết bột là có một nhà gấu nâu cute phô mai que luôn. Trong khi chờ bánh nguội hoàn toàn thì sửa soạn chuối tươi, sikula đun chảy để trang trí bánh nhé. Phần chuối cắt khoanh ăn kèm với bánh siêu ngon, sốt sikula để vẽ mắt và mũi gấu. Mình không vẽ miệng đâu, vì nhỡ các bạn lại thích nghe giọng gấu hơn giọng của mình. Với món bánh gấu nâu cực ngon này và cuốn 80 ngày ăn khắp thế giới siêu thú vị, chắc chắn sẽ là món quà ngày Tết thiếu nhi cực ý nghĩa cho các bé trong mùa hè năm nay. Cùng thử nhé!